Mẹ ăn hiệu đi đâu à, ai có thể nối Samsung với lại mấy con tao tội vào nó với tao mở ra. Ai thì phải chuyện không nên phụ thuộc. Đúng vậy anh, cho cái bánh canh này mình chỉ được hai hai miếng thôi. Thì ăn cái gì ý? Không, đưa mình đi sao không.